Muốn biết quốc gia thịnh suy như thế nào, chỉ cần nhìn vào đời sống của người dân, đoàn thể hoặc tôn giáo. Hiện tại ở Việt Nam, đoàn thể hay tôn giáo nào không do Đảng Cộng sản giật dây sẽ không được quyền tồn tại, vì Điều 4 Hiến pháp quy định sự độc tôn của tư tưởng Mác Lênin và độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Đây là sự thật với Đặng Chí Hùng và Tâm Anh để thấy rõ mọi hình thái sinh hoạt của đoàn thể tôn giáo ngoài chủ nghĩa cộng sản đều bị loại trừ. Tâm Anh trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Đây là sự thật của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mến chào anh Đặng Chí Hùng. Xin chào quý khán giả Đáp Lời Sông Núi. Xin chào chị Tâm Anh. Thưa anh có nhận xét gì về đời sống thường nhật của người dân Việt Nam hiện nay? Nhiều người cho rằng Việt Nam giờ đã tốt hơn trước nhiều. Thưa quý khán giả, thưa chị Tâm Anh, thì khi chúng ta nói tốt hơn thì chúng ta phải hiểu là tốt hơn so với những nước cùng hoàn cảnh lịch sử như Đại Hàn hay Nhật hay Singapore, vân vân. Chứ còn nói tốt hơn so với thời chiến tranh thì chuyện đó là một chuyện rất là bình thường, mà cũng chưa hẳn đã là tốt hơn. Chúng ta phải thấy như thế này: sự thật ngày nay 80% nông dân và người lao động sống trong cảnh bần hàn đói khổ. Cái sung túc bề ngoài chỉ là thấy ở vài thành phố lớn làm màu mè du khách mà thôi, mà những cái nhà ngoại giao phương Tây họ cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài để nhằm cái cầu viện kinh tế của cộng sản Việt Nam. Cái sung túc đó nói ở đây là sung túc trong tham nhũng và trục trặc của nhau, chứ chưa chắc là đời sống thái hòa hay một xã hội an sinh. Cái khổ nỗi này là khi vào cuộc máy của Đảng thì con người không còn biết hiện hữu theo cá tính của họ nữa, có miệng mà không được nói, có đầu óc không suy nghĩ, có trái tim không được yêu thương nòi giống và quê hương theo cái quan điểm riêng biệt. Thì như vậy rõ ràng là sao Việt Nam như ngày nay là nguyên nhân là do con người không có tự do, do đặc biệt là cái tư tưởng tôn giáo tín ngưỡng không được tự do. Xin cảm ơn anh. Như anh vừa nói đến, một trong những nguyên nhân chính là không có tự do tôn giáo tín ngưỡng cũng như tư tưởng suy nghĩ. Vậy xin anh có thể đưa ra một vài dẫn chứng cụ thể. Thưa chị, dẫn chứng về cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, áp đặt cái sự cai trị tôn giáo lên chính thống, tôn giáo chính thống thì có thể nói hàng năm cũng không hết chuyện. Nhưng mà tôi chỉ xin đơn giản dẫn chứng thế này thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chính sách cộng sản hóa các tôn giáo, các tổ chức xã hội, các sĩ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư thì xâm nhập hầu hết các cái chùa Phật giáo hoặc là nhà thờ Hindu giáo. Những cái cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này thì đều bị đàn áp khốc liệt. Chúng ta nhìn thấy những cái tên như là Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Long Tòa vân vân đã trở thành những cái biểu tượng hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Phật giáo ở Việt Nam thì như thế này: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt đề. Chúng ta thấy rằng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ bị tù và bị quản thúc đến ngày nay vẫn chưa được tự do. Hay như cái vụ nổi tiếng như ông linh mục Nguyễn Văn Lý thì bị bịt miệng, và vẫn là trong một cái điều tiêu biểu cho thấy cái chính sách độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cái cơ sở và thánh đường Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài vân vân đều bị tàn phá. Các Phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập, thậm chí bị thủ tiêu vân vân. Mà chúng ta thấy rằng các cái tổ chức xã hội như là nghiệp đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân vân vân cũng bị tập trung trong một cái tổ chức gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do một ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu. Vậy thực chất đây là các cái cơ sở ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam và kiềm tỏa mọi hành động tư tưởng của người dân. Thì như vậy rõ ràng làm gì có tự do khi mà Điều 4 Hiến pháp đã và vẫn là cái con ngáo ộp để bẻ chết bất cứ sự tự do nào đang manh mún. Đó là cái gốc của sự hỗn loạn trong xã hội hiện nay. Thưa anh Đặng Chí Hùng, có người cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình phân hóa cộng đồng dân tộc, tôn giáo theo chủ trương, đường lối và kế hoạch của Đảng Cộng sản đề ra để làm suy yếu sức đề kháng của quần chúng nhằm dễ bề cai trị. Điều này có đúng không thưa anh? Thưa chị, là hoàn toàn đúng. Vì sao? Bởi vì lý thuyết căn bản trên con đường xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là đấu tranh giai cấp. Mà đã đấu tranh giai cấp thì phải phân biệt giai cấp để loại trừ nhau. Tuy nhiên ngày nay chúng ta ít được nghe cái từ là đấu tranh giai cấp như trong cái thời kỳ phát triển hay là sách động các cái chủ đất cộng sản Việt Nam, tiêu diệt địa chủ, cường hào áp bá hay là triệt để nhóm nhân dân tây phẩm trước đây. Nhưng mà cái chiến dịch đánh tư sản và nhiều biện pháp đàn áp khác ở miền Nam sau năm 1975 cũng có chung một cái mục tiêu nằm trong cái sách lược do Đảng đề ra. Ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì việc áp dụng đấu tranh giai cấp, phân biệt đối xử tuy có hình thức khác nhưng bản chất vẫn tàn bạo, vẫn khốc liệt, chẳng có thua gì miền Bắc, mà có khi còn độc địa hơn vì tinh vi hơn và khéo che đậy hơn. Chúng ta thấy rằng những giá trị tôn giáo, tín ngưỡng, tinh thần giúp con người yêu thương nhau hơn đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam xóa bỏ và thay vào đó là sắt máu và thù hận. Đó chính là sự mong muốn của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm nịnh, yếu đi cái sức phản kháng của xã hội và với cái sự độc tài của Đảng. Tâm Anh chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương mục Đây là sự thật.
trân trọng kính chào tạm biệt quý vị, mến chào anh Đặng Chí Hùng và hẹn gặp lại anh vào lần tới. Xin cảm ơn quý thính giả, xin chào chị Tâm Anh. Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.